Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Hôm nay mình mới đi cắm trại về. Thì tiền thể trên xe đang có rất là nhiều đồ mà thường thường mình lốt để mà đi cắm trại. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem một cái vấn đề xe mình đang gặp. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YNK Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Đó là cái hệ thống giám sóc của xe mình, nó đã bị xét, nó không còn cái đồ đàn hồi nữa, cho nên là cái clearance của cái xe với cái mặt đường nó rất là thấp, và cái gap của cái lốp và cái xe là nó gọi là rất là thấp luôn, không có luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem nhá. Lốp trước á thì ok, đây. Cái gap này cỡ khoảng hơn 50mm này, là cái giảm sóc trước là còn ok. Cho mọi người xem cái giảm sóc ở phía sau này. Nếu mà đồ mình lốt trên xe luôn á, là một cái ngón tay của mình đút vào là nó vẫn chưa đút lọt này. Đó là như vậy là không tốt. Thì bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ mình phải thay cái hệ thống giảm sóc ở phía sau. Hệ thống giảm sóc của chính hãng á, chỉ cho những cái xe có nhu cầu sử dụng gia đình bình thường thôi, chứ nó để mà chờ nặng đi cắm trại như mình á, thì nó không tốt. Lắp vào một thời gian nữa nó sẽ bị lại. Nhân tiền đấy á, thì mình đã có mua sẵn mấy cái đồ để mình thay thế rồi. Nó có bộ giảm sóc và cái spring mới về mấy hôm luôn. Mình vừa đi cắm trại về thì mình quyết định là quay cho mọi người xem là trước lúc thay hệ thống giảm sóc và sau khi mình lắp về hệ thống giảm sóc mới thì cái sự khác biệt là như thế nào nhá. Cái lò xo này này, cái spring này là của King, thì nó sẽ heavy duty hơn là của cái chính hãng một tí. Bộ nhún này á thì nó được làm từ Nhật luôn, cho nên là rất là tốt luôn. Đây là hai cái sản phẩm mà mình xài. Đó, thì bạn nào mà có xe CRV cái đời 2005 như mình, nó bị hư muốn thay thế thì có thể xem ở trong cái video này. Cái link sản phẩm á mình sẽ để dưới cái phần thông tin của video này nha mọi người. Bây giờ á, trước khi mà đổ xe thì mình sẽ unload mấy cái đồ mà đi cắm trại về trước, rồi sau đó mình sẽ quay lại cho mọi người xem cái quá trình mà mình thay đổi cái giảm sóc cũ và cái giảm sóc mới là như thế nào nhá. Trước mắt á là phải để cái lò xo này vào với cái phục nhún này trước cái đã, xong rồi mình tháo cái cũ trong xe ra gắn cái mới vào được. Thì mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ. Trước khi mình thay thế cái giảm sóc á thì mình sẽ đo lại là cái khoảng cách giữa từ cái tâm của cái lốp này này lên tới cái thanh xe này là bao nhiêu, và thay xong cái giảm sóc á mình sẽ đo lại thêm một lần nữa coi cái sự khác biệt giữa cái giảm sóc cũ và cái giảm sóc mới. Cái này là tình trạng đang có đồ trên xe, là mình sẽ đo lần này lần đầu tiên này, lần thứ hai mình ấn lốt cái đồ á, xong cái mình sẽ đo lại là khi mà không có hàng ở trên xe thì nó khoảng cách này như thế nào nhá. Giờ đó, đo tới đây, tới giữa cái thanh của cái xe là tới mép này là 335 nhá. Đó, thì bây giờ để mình unload tất cả mọi thứ trên xe này, xong rồi xem nó có khác biệt nhiều không. Để mình unload xong, mình quay lại cho mọi người thêm một lần nữa. Sau khi mà mình unload xong mấy cái đồ ở trên xe, đồ đi cắm trại á, thì xe bây giờ á là đã empty ở trong rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đo lại một lần nữa xem cái sự khác biệt nhá. Lúc này là 335, bây giờ là 365, là 30mm difference nhá. Đó, thì bây giờ hai ngón tay lọt vào này nhưng mà vẫn rất là thấp. Thì bây giờ á là mình sẽ tháo lốp ra và tháo cái giảm sóc để mà thay thế. Mà trước đó thì mình phải assemble cái hệ thống giảm sóc mới cái đã. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem ở trong này là như thế nào nhá. Đồ để assemble cái lò xo với là cái giảm sóc là mình đã có rồi. Đồ này là ngày xưa để mình mua để mà làm cho cái chiếc xe Ranger của mình á. Xe đấy thì bây giờ mình đã bán rồi. Xe đấy lúc bán tiếc lắm mọi người ạ. Tại ai cũng khen đẹp á, nhưng mà thôi kệ. Bây giờ là cũng khá tối rồi, cho nên là đêm nay là mình phải làm buổi đêm rồi đó. Đây, cái này là cái đồ nhún của nó này. Lò xo của King, King heavy duty lắm. Bây giờ mình sẽ cho cái bộ này đi vào đây. Đó, sẽ quay lại cho mọi người xem.
Cái giảm sóc này á, là có 3 cái vít cần tháo. Là một cái vít ở dưới này với 2 cái vít ở phía trên xe. Là xong, mình không có cái dàn nâng cho nên là làm ở nhà thì nó hơi vất vả một tí. Ôi chà, xong được một bên mới tháo ra thôi, tại vì mình phải cần cái phần này để gắn vô cái hệ thống giảm sóc mới. Mà tháo một bên tưởng đơn giản mà oải quá, tại nhà không có đủ đồ nghề á, cho nên làm đủ ngoài luôn á. Trước khi mà lắp cái giảm sóc mới á thì nên bơm bằng tay như vậy cỡ khoảng 3 tới 5 lần á. Rồi xong cho mấy cái đồ này vào lại. Mấy cái đồ này là lấy từ cái giảm sóc cũ nhá. Xong một cái bộ giảm sóc mới, bây giờ gắn lên trên xe xem thử như thế nào. Làm vào buổi mới xong đường bên. Hello mọi người, mới lắp xong thì giảm sóc một bên. Mà trời tối hu rồi. Giờ lỡ làm phải làm luôn, chưa kịp ăn tối luôn á, mà trời lạnh nữa. Bây giờ phải làm, ngày mai mới có xe đi làm được. Giờ còn không, trong tuần là bận lắm, không có thời gian để làm luôn. Mấy tuần tới cho nên thôi. Giờ phải chịu khó, biết làm đó, ở nhà cũng đủ đồ nghề. Nhưng mà thôi, phải tự làm, giờ đem ra tiệm là tốn thêm tiền nữa. Vất vả lắm. Thì cái này phải chịu khó làm để đi cầm tay cho nó an toàn. Chứ thôi, cái gầm là thấp á. Giảm sóc nó có cái đồ nhúng. Đi gặp mấy cái hồ to to, cạp cho một cái là xong. Nằm tại chỗ luôn. Cuối cùng lắp xong 2 cái giảm sóc mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ gắn cái bánh xe vào, xong rồi chạy thử một vòng xem mọi thứ có ok không nhá. Mình mới gắn cái lốp lại. Bây giờ trước khi chạy thử mình sẽ kiểm tra lại cái kích thước, cái số đo lúc nãy mà mình đo trước khi mình thay cái giảm sóc ấy. Thì như cũ ở giữa cái tấm lốp lên tới cái trên này là 455. Lúc này là 335, là cao lên được 120 mm, là 12 xăng á. Thì nói chung là cái khoảng clearance này là rất tốt đấy. Lúc trước là hai ngón tay thụt vào nó rất là khó luôn. Chứ thế này là quá happy rồi này. Để bây giờ chạy thử mọi thứ ok nữa là perfect. Mình mới chạy thử xong một vòng thì mọi thứ thấy ok rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại tại lúc mà gắn xong á. Xong rồi chạy thử á thì xe là sẽ xuống thấp thêm một tí nữa. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại số đo nhá. Số đo sau khi chạy thử là 425. Lúc này là 455, bây giờ là 425. Thì ban đầu á là 335,
là từ đây lên đến đây. Và bây giờ là 425. Sau khi thay giảm sóc tăng lên được 9,5 là như vậy là mình happy rồi. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video thay kỳ giảm sóc sau cho xe của mình. Xe này là Honda CR-V đời 2005. Thì nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình với nhá. Tụi mình là YNK Adventure, xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.